Dạ em Tùng à. À, chào anh em. Thì anh em Tùng hôm nay mình xét cho một anh khách Makita DTD 171. Cái này hàng mới 100% và được bảo hành chính hãng 1 năm. Em này nó có tem chống hàng giả ha, và nó sản xuất tại China. Cái hàng này được bảo hành 1 năm nha anh em. Đây, và khách họ lấy pin của Mỹ. Bên này pin cell nó là cell do bành. Bên này mình bán 1 triệu một viên ha. Pin mới 100%. À, 100%. Và một cái sạc điện 220. À, cả một cái combo như hình anh em đang xem nó là 4 triệu 2. Rồi, Tùng test cho anh em xem ha. À, 171 nó là 180 Newton. Nó có 8 cái mod điều chỉnh như dưới này. Tắt đèn ha. Có auto stop này. Này, cái này là 4 triệu 2. À, em set đỡ gửi cho khách. Anh em cần thì cấu hình như thế này. Anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Cảm ơn anh em.